Trời Thương Phật Độ, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh Đại Trạch Thổ, đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, nghịch thiên, đạo vận, tiền bạc ảo ảo đổ về nhà. Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác tuổi Kỷ Dậu đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến, có cơ hội phát tài, đổi đời đại gia, cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngày sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trước khi đi vào phần luận giải về vận trình chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Người sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, mang mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nền nhà. Đại trạch thổ nghĩa là đất nền nhà. Đất này khi đã hạ, lướt qua vạn biến mà không màng, chỉ muốn lui về nghỉ ngơi vô tư lự, lại có thể cao, tuy bằng phẳng, nhưng nhìn xa xa được mênh mông trời đất. Những người này phước đức đủ đầy, lại có tấm lòng bao la, gánh vác nhiều trọng trách, họ hay lo lắng toan tính đủ đường. Tâm họ luôn lo nghĩ, cuộc đời Kỷ Dậu nếu kinh doanh sẽ trở nên giàu có, ít khi ổn định một chỗ, họ phải đổi nhà, đổi đất nhiều lần. Là những người có tính tự lập, họ không nhờ cậy cha mẹ, tự thân mình làm nên cơ ngơi, nhà cửa, sự nghiệp. Hậu vận của Kỷ Dậu thuộc vào loại khá, nếu sống tích đức thì tuổi thọ của họ sẽ được gia tăng. Tài năng mưu lược của Kỷ Dậu ở đỉnh cao, họ có thể xử lý mọi chuyện một cách gọn gàng và êm đẹp. Thâm tâm của những người này luôn bất ổn, đời sống thường hay cạnh tranh, không an phận sống qua ngày, những người này chúa ghét ai mồm mép, hào sảng, thích giúp bạn bè, nhưng lại không gặp được bạn bè tốt, luôn gặp phải những loại người tâm cơ, thích tranh đấu. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, đây là những người có tham vọng lớn. Nếu muốn thành công trong sự nghiệp thì phải đặt đạo đức lên hàng đầu, đó là nền tảng vững chắc nhất khiến sự nghiệp của họ được lên cao, bền vững. Với can sinh chi, sự nghiệp, công danh rất dễ công thành danh toại, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, ít gặp phải trắc trở, cũng chính vì vậy mà những người này trở nên tự cao, tự mãn. Những điểm này chính là điểm yếu khiến cho họ thất bại trong cuộc sống, từ đó mới có thể rút ra bài học mà khiêm nhường hơn, cẩn thận và từ tốn hơn. Bản chất những người này là những người tài trí, vì thế mà họ dễ tự cao, tự đại, khó tiếp xúc với người xung quanh, dễ gây hiềm khích và có nhiều kẻ thù. Việc xây dựng sự nghiệp gặp phải trở ngại lớn, chữ tài đi với chữ tay một vần, đây là câu nói đúng với số mệnh của các quý ông này, chính vì thế nên rút kinh nghiệm mà tiết chế lại. Sao Thái Dương chiếu mệnh cho những ai nữ tuổi Kỷ Dậu là những người lanh lợi, hoạt bát và năng động, trên thương trường dễ gặt hái nhiều thành công, nhất là lĩnh vực bất động sản, vì là người lanh lợi, biết toan tính thiệt hơn nữa quý bà con số làm giàu nhờ vào tài tiên liệu trời phú. Tuy nhiên, lại không có số nắm giữ tiền bạc, tiền vào như nước nhưng cũng ra khá nhiều. Tuổi nữ Kỷ Dậu có bản tính hiền hậu, thương người nên dễ bị lợi dụng. Về phương diện gia đình, ít khi xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, mặc dù là một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền lương, thương chồng, thương con hết mực. Cuộc sống sẽ nhờ con mà đỡ phần vất vả, nếu con gái đầu lòng, đa phần nữ mạng Kỷ Dậu khá tự tin vào bản thân, ít khi chịu nghe lời góp ý, tự mãn sớm. Đường tình duyên muôn phần trắc trở, chịu nhiều phần phân ly. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi thì phong thái càng đĩnh đạc, lòng tự tin xưa kia đã bị tan biến dần, sự nghiệp vững chắc, gia đình êm ấm, thuận hòa và hạnh phúc hơn, ít khi xảy ra mâu thuẫn, cân bằng mọi thứ khá tốt. Đời sống hiện tại khá cao, mặc dù sự nghiệp chưa thực sự ổn định, sẽ bền vững vào những năm hậu vận, sự nghiệp được chu toàn, gia đình êm ấm, con cái thành danh. Nam mạng Kỷ Dậu, ở tiền vận sẽ có chút vất vả, nhưng không đáng để lưu tâm, cuộc sống sẽ vô cùng an nhàn, hưởng lạc.
Vào thời trung vận, người tuổi này có tài lộc khá thịnh vượng, sự nghiệp công danh ở mức bình thường. Có thể năm mạng Kỷ Dậu sẽ trải qua đến 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Đối với những người sinh vào tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, tình duyên của nam Kỷ Dậu phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 âm lịch, nam mạng Kỷ Dậu sẽ là những người may mắn nhất. Nếu hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch, trong chuyện tình duyên của họ sẽ thuận buồm xuôi gió, không phải trải qua bất cứ lần gãy đổ nào vào cuộc sống hạnh phúc, yên vui đến trọn đời cùng người mình yêu. Vì được hưởng phúc đức tổ tiên nên những người này được hưởng thọ từ 75 tuổi đến 83 tuổi, tuổi thọ sẽ tự khắc được gia tăng. Nếu ăn ở phúc đức, hiền lành mà không ác nhân, đối với những ai ác tâm thì sẽ bị giảm tuổi thọ. Đối với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu ở phần tiền vận và trung vận có hơi chút vất vả, nhiều lo toan, cuộc sống gian truân muôn phần, đến gần hậu vận mới được an nhàn, thảnh thơi, gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Tình duyên của nữ Kỷ Dậu sẽ phải trải qua thay đổi đến 3 lần mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Nếu những người này sinh vào tháng 1 và tháng 9 âm lịch, tình duyên của nữ Kỷ Dậu sẽ trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Nếu những người này sinh vào tháng 2, 3, 5 và 10 âm lịch, theo tử vi tuổi Kỷ Dậu ghi chép, tình duyên của những người này gặp nhiều may mắn. Kỷ Dậu nữ mạng hạ sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 11 và 12 âm lịch, trong chuyện tình duyên, họ sẽ không phải trải qua bất cứ khó khăn nào và sống một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn một vợ, một chồng tới cuối đời. Số hưởng thọ của những người này thường từ 78 đến 86 tuổi, tuổi thọ của những người này sẽ được gia tăng nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều phúc đức. Sau đây là vận trình tổng quan của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, đúng tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tháng 6 năm 2023 của người tuổi Kỷ Dậu âm lịch cho biết, tháng mới mang tới nhiều may mắn hơn cho Kỷ Dậu, vận khí tăng tiến đều đều, trạng thái tinh thần của bạn cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ, thêm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của mình. Nhờ nguyệt lệnh, lâm trường sinh và sao tả phù nâng đỡ, công việc của bản mệnh đã khá hơn, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, được người có kinh nghiệm giúp đỡ, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số những thành công nhất định. Nguồn thu nhập trong tháng mới của Kỷ Dậu cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, thậm chí nhờ có thực thần soi rọi mà nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Có khá nhiều người đã giúp đỡ và có đóng góp vào thành công của bản mệnh, nên đừng quên cảm ơn những người đã kề vai sát cánh với mình nhé. Trong tháng Kỷ Mùi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân, lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới, có điều kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Vận khí, sức khỏe bình thường, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá khiến cho bản thân quá tải. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn, hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tả phù chỉ dẫn, tuổi Kỷ Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên, một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn, khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, bạn không còn phải loay hoay mò mẫm từng chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày, được dịp phát huy công dụng khi cần đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực, nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điềm báo có kẻ tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ, một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn có được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được, lấy lại thế chủ động chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt. Hãy nhìn vào đó để có thêm động lực. Dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Về mặt tài lộc, trong tháng Kỷ Mùi này, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài vận của tuổi Kỷ Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo nhiều sự cải thiện nhờ nguyệt lệnh dừng sinh ở Kỷ Dậu. Lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may, tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi, người làm công ăn lương đang tận dụng cơ hội này. Để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn, tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh, buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước, các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn đảm bảo có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Kỷ Dậu sẽ có thêm được nhiều lợi nhuận, thậm chí là vượt xa được dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của hung tinh Thiên Cầu, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bạn cũng cần phải làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngày khó tích lũy cho tương lai sau này. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh đất trường sinh giúp đào hoa khởi vượng, nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội cho tuổi Kỷ Dậu, lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên sẽ giúp bạn có thể bắt đầu từ các mối mai mối, do đó con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên vượng sẽ kỵ nhất thái độ mập mờ, không dứt khoát hay đứng núi này trông núi nọ, nếu không bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý để không phải phân vân. Lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với những khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 6 năm 2023 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Kỷ Dậu kim trường sinh, thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ sức khỏe, đảm bảo bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng quá khiến cho bản thân quá tải. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu là con giáp may mắn tuần này nên bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, bất ngờ, công việc được quý nhân phù trợ nên chặn tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn không ít thử thách, bạn vẫn tự tin mạnh mẽ nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực, tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tốt nên nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Công việc khá thuận lợi vào thời điểm đầu tuần khi mà chính quan mang đến cho con giáp này nhiều động lực để phấn đấu làm việc. Tuổi Kỷ Dậu biết điều mình mong muốn, cũng hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình ở phía trước mà tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Từ giữa tuần trở đi, nhiều vấn đề nảy sinh khiến cho công việc của bản mệnh không được suôn sẻ như thế nữa. Thiên quan kéo theo nhiều tai họa từ tiểu nhân cho đến thị phi. Cũng may có tử vi cát tinh án ngữ, ngăn chặn cục phát triển nghiêm trọng hơn. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Tuất,
tiểu nhân, sửu, thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số phát tài, 16, 23, 09. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Hung cát đan sen, tử vi tuần cho thấy tuổi Kỷ Dậu đang phải đối mặt với họa tiểu nhân trên con đường sự nghiệp. Ngũ quỷ có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng với những lời đồn đại vô căn cứ do cải tiểu nhân dày công sắp đặt. Tuy nhiên, cũng may là có thiên ấn lanh lợi giỏi giang ở bên chỉ điểm cho Kỷ Dậu, nên con giáp này giữ được bình tĩnh mà từ từ giải quyết từng vấn đề một cách triệt để, công việc cũng sẽ dần tốt lên, tuổi Kỷ Dậu chớ nên lo lắng thái quá. Tài lộc tuần này của Kỷ Dậu chủ yếu xuất phát về cuối tuần, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu mà còn có thêm nhiều nguồn thu khác để đảm bảo cho chi phí cuộc sống. Các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi, bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng hay những môi trường đầu tư thích hợp, tăng lợi nhuận cho bản thân. Theo đà công việc tăng tiến, tài lộc cũng khởi sắc hơn, tuy nguồn thu nhập chính không thay đổi, nhưng nguồn thu phụ thì lại khá vượng, nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sẽ xuất hiện. Nếu dám mạnh dạn đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn, bạn có thể khiến người khác trầm trồ với những gì mình làm được. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 78, 43, 98. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết tuổi Kỷ Dậu gặp sao tả phù lại được quý nhân phù trợ, có người giúp sức nên cuộc sống thuận lợi hơn. Bạn được cấp trên nâng đỡ thường xuyên chỉ bảo, cấp dưới đồng lòng hiệp trợ nên sự nghiệp nhanh chóng có khởi sắc, đường thăng tiến rộn ràng phấn khởi. Ấn quan tương trợ và mở ra bước đường phát triển mới cho con giáp này trong công việc, bản mệnh nhận thấy cơ hội phía trước và không để nó vượt qua. Tuổi Kỷ Sửu tìm được nguồn động lực lớn lao dành cho mình và quyết tâm sẽ phấn đấu để thành đạt thành công như mong đợi. Riêng về đường tài lộc tuần này, cơ hội phát tài chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối tuần, khi mà cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, báo hiệu nguồn thu của Kỷ Dậu khá dồi dào và phong phú, đến từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái của con giáp này. Nhưng tuần có thiên cầu, đề phòng tiểu nhân và tai nạn bất ngờ, hiện nay công việc thông thuận, nhưng vẫn không ít người có ý ghen tị, muốn hạ bệ bản mệnh. Cần lưu ý, đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới tài chính thì phải thực sự tỉ mỉ, không qua loa mà sau này sẽ phải đền món tiền không nhỏ. Thêm nữa, khi di chuyển, người tuổi Kỷ Dậu hãy lựa chọn phương tiện công cộng hoặc phương tiện dịch vụ để giảm thiểu rủi ro, tự mình lái xe nhất định phải cẩn trọng, quan sát kỹ càng, tuân thủ luật lệ, kỵ nhất là phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, rất dễ gặp họa huyết quang tổn thương thân thể. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 6 âm lịch. Tuổi Kỷ Dậu tuần này có vận trình khá tốt khi được các tinh chiếu vận, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tình hình vui vẻ, hài hước còn khiến cho bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý. Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài, đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được, nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét, thăng chức, tăng lương, sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác, giúp tiền đổ đầy túi, đầu tuần là thời điểm tốt để cầu tài lộc, khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng. Các tinh chiếu rọi, quý nhân vây quanh, nếu bản mệnh chú ý đến điểm này thì chắc chắn thành công không còn xa, tiền bạc sẽ không ngừng đổ về nhà. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 78, 09, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vay tiền có thể trả, nhưng vay ân tình, trách nhiệm hay thời gian, e rằng dùng cả đời mới có thể trả hết, đó là những món nợ cuộc đời đừng bao giờ mắc vào nhé. Món nợ cuộc đời thứ nhất, ân tình. Có câu vật chất dễ vay ân tình khó trả, trong những cái nợ đời thì nợ ân tình là món nợ cuộc đời khó trả nhất. Bạn có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm, bởi lẽ thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp.
Nhưng vì lẽ đó mà chúng ta càng tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm, người giúp ta một, phải trả một, hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Có những ân đức ở đời, ân đức sinh thành, dưỡng dục, dù có báo đáp cả đời cũng không hết, cho nên phải biết quý trọng sinh mạng của mình, không ngừng cố gắng để sống thật tốt. Món nợ cuộc đời thứ hai, trách nhiệm. Mỗi người sinh ra đều gánh vác trên mình trách nhiệm nhất định. Theo thời gian, trách nhiệm của chúng ta ngày càng nhiều hơn, là con cái có trách nhiệm hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Khi đã trở thành cha mẹ, trách nhiệm của bạn chuyển sang việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đối với người bạn đời, bạn phải có trách nhiệm chung thủy, tôn trọng và luôn sát cánh bên họ để vượt qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc đời. Nhân duyên, vợ chồng đâu đơn giản, có duyên nợ mới tu thành. Vì thế dân gian có câu, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Vì thế đừng làm gì có lỗi, đừng nợ nửa kia của bạn quá nhiều, muốn trả được món nợ ấy, e rằng phải dùng hết cuộc đời này. Đối với anh chị em ruột thịt trong nhà, hãy sống có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Món nợ cuộc đời thứ ba, lời hứa. Cha ông ta đã nói, một sự bất tín, vạn sự bất tín, một khi niềm tin đã đánh mất sẽ rất khó để tìm lại. Lời hứa là sự xác tín với người kia. Khi được đề nghị một việc nào đó, hoặc khi tự mình nói ra và hứa, sẽ là một điều gì đó cho người khác. Khi chúng ta đưa ra lời hứa với một ai đó, có nghĩa là chúng ta gieo cho họ niềm tin vào điều mà chúng ta sẽ làm. Cũng có người dù không thể thực hiện lời hứa, nhưng vẫn gieo cho người khác hy vọng, khiến họ chờ đợi và thất vọng, vô tình làm tổn thương tới họ món nợ. Món nợ cuộc đời thứ tư, thời gian. Cho bạn tiền, bạn có mua được thời gian không? Câu trả lời luôn là không. Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già yếu, đừng đợi đến lúc con cháu muốn báo hiếu, nhưng người thân không còn. Đã bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian ở bên họ, vậy mới nói, mắc nợ cha mẹ là món nợ khó trả một cách sòng phẳng nhất. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc là động lực để tất cả mọi người thăng hoa trong cuộc sống. Vì thế, hãy cố gắng dành thời gian rảnh rỗi ở bên những người thân yêu, biết quản lý và sắp xếp thời gian một cách hợp lý để quây quần bên gia đình, người thân và bạn bè. Hãy trân trọng từng giây, từng phút bên gia đình và người thân để yêu thương, chăm sóc họ, đừng để thời gian trôi qua vô ích đến khi già mới tiếc nuối. Món nợ cuộc đời thứ năm, lợi ích. Lợi ích ở đây có thể khu biệt trong phạm vi về vật chất, tiền bạc, tồn tại giữa tình anh em, cha con, bạn bè, luôn có mối quan hệ về lợi ích. Đôi khi vật chất không cần quá rạch ròi, nhưng cũng không nên úp mở, thiếu minh bạc. Có như vậy tình cảm mới kéo dài, bền vững theo thời gian. Thực tế đã chứng minh lợi ích tiền bạc có quyền năng chia cắt mọi mối quan hệ, dù là thân thiết đến mức nào. Vì thế, về mặt tiền bạc và lợi ích, dù là người thân vẫn nên rõ ràng để không ai nợ ai. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch. Năm Quý Mão 2023 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.